Các bạn, trước mặt chúng ta là một cây bông trang đỏ. Cái bông trang đỏ. Bông trang này thì có chiều cao cỡ khoảng độ 40 cm. Vâng, và chiều rộng thì cỡ 60 đến 70 cm. Chúng ta xem qua cái phần gốc nhé. Vâng, được kết lại bằng rất nhiều gốc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 để tạo ra các tán trên. Cây này trong trồng cũng khá lâu rồi. Mình quay một vòng cho các bạn xem. Cái này như chủ nhân nói là trong chậu cũng còn được hơn 15. Cây được hơn 15. Tất cả các cái mầm này đều chuẩn bị bật hoa hết. Tán rất đều, trải đều bốn bên. Vâng, gốc của nó đây. Rất già rồi. Trong chậu lâu năm rồi. Và đây là tổng thể của cây. Cảm ơn các bạn rất nhiều theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip sau.